Vâng, máy lộ mà còi kêu bốn bánh quay đều đây các bác ơi. Một mẫu xe Trend Velat Spark sản xuất 2008, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 0.8. Các bác mua về tập lái tránh mưa tránh nắng thì rất là ok. Mấy một mẫu xe giá chỉ có vài chục triệu đồng thôi mà chạy rất là ngon luôn các bác nhá. Mưa không đến mặt mà nắng không đến đầu. Vâng, một mẫu xe Trend Velat Spark 2008, giá tiền chỉ có vài chục triệu đồng. Đấy, vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe Trend Velat Spark, máy lổ, còi kêu, bốn bánh quay đều, điều hòa mát, côn số thì rất là ngọt này, hãy cứ alo cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe Trend Velat Spark cái đời mang thương hiệu của nước Mỹ đời 2008 này, số sàn, động cơ chỉ với 0.8 thôi. Đấy, mức tiêu hao nguyên liệu của em nó chỉ với vài lít xăng thôi. Vâng, chỉ có vài chục triệu đồng thôi các bác nhá. Đấy, 60 triệu đồng quý vị và các bạn đã sở hữu một mẫu xe Trend Velat Spark. Đấy, số sàn, vâng, mang thương hiệu nước Mỹ này. Đấy, máy lổ còi kêu. Đấy, bốn bánh quay đều, điều hòa thì rất là mát, côn số thì rất là ngon. Mà giá chỉ có đâu đó là 60 triệu đồng. Đấy, các bác đã sở hữu một mẫu xe Trend Velat Spark này. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe tập đi tập lái che mưa che nắng này, hãy cứ alo cho em các bác nhé. Phun nước và gạt mưa rất là ok luôn. Đấy, giá chỉ có vài chục triệu đồng. Đấy, các bác mua về tập lái tránh mưa tránh nắng thì rất là tuyệt vời các bác nhé. Đấy, đăng ký 5 chỗ ngồi, vị trí vào có chục triệu một chỗ ngồi thôi. Đấy, vị trí có hơn chục triệu một chỗ ngồi. Đấy, điều hòa thì rất là mát. Đấy, côn số thì rất là ngọt luôn. Đấy, hơn 10 triệu một chỗ ngồi. Đấy, các bác đã sở hữu một mẫu xe Trend Velat Spark. Đấy, đăng ký 5 chỗ ngồi, mang thương hiệu của nước Mỹ, mang phiên bản số sàn. Đấy, tất cả mặt đồng hồ các bác này. Đấy, không báo một lỗi gì luôn các bác nhé. Đấy, 5 chỗ ngồi mà chỉ có vài chục triệu đồng thôi. Nội thất thì rất là ok, rất là tươi các bác nhé. Đấy, táp ly cánh cửa các bác này. Đấy, phần táp ly cánh cửa này. Đấy, tất cả những cái phần khung cánh cửa các bác này, không hề mục mọt các bác nhé, không hề mục mọt luôn. Đấy, các bác mua về tập lái tránh mưa tránh nắng thì rất là ok. Đấy, nội thất thì rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, mẫu xe 5 chỗ ngồi mà chỉ có vài chục triệu đồng. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe tập lái tránh mưa tránh nắng này cứ alo cho em Nghị. Vâng, hoặc đến trực tiếp bãi xe của em các bác nhé. Đây các bác xem phần táp ly cánh cửa này. Đấy, phần táp ly cánh cửa các bác nhé, những cái phần khung cánh cửa này. Đấy, khung cánh cửa các bác nhé, không hề mòn luôn. Đấy, máy gầm thì rất là chất, côn số thì rất là ngon. Đấy, mẫu xe 5 chỗ ngồi, biển kiểm soát 19A, vâng, 08783. Đấy, mẫu xe mà phải nói là rất là ok. Đấy, các bác tập lái che mưa che nắng thì hãy cứ alo cho em các bác nhé. Bác nào mà chưa có mẫu xe tập lái, chưa có xe tập lái thì cứ alo cho em. Đấy. Đấy, các bác xem nội thất thì rất là đẹp luôn. Đấy, nội thất rất đẹp các bác nhé. Phần táp ly cánh cửa các bác này. Đấy, những cái phần táp ly cánh cửa, phần khung cánh cửa này. Đó, không hề mục mọt các bác nhé. Lốp dép thì khá là dày dặn luôn. Đấy, lốp dép của em nó thì rất là dày dặn luôn các bác nhé. Đấy, mẫu xe 5 chỗ mà giá chỉ có 60 triệu đồng. Đấy, quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe Trend Velat Spark, vâng, đời 2008 mà giá chỉ có vài chục triệu đồng, hãy cứ alo cho em Nghị. Vâng, alo trực tiếp cho em các bác nhé. Đấy, những cái phần táp ly cánh cửa các bạn này. Đấy, phần bệ bậc lên xuống này. Những cái phần cột kèo này. Đấy, những phần cột kèo của xe. Đấy, không hề mục mọt các bác nhé. Khung cánh cửa này. Đấy, con này nó là màu xanh cốm các bác nhé. Màu xanh cốm luôn. Đấy, những phần khung cánh cửa này rất là ok. Đấy, máy lổ còi kêu bốn bánh quay đều, điều hòa mát, côn số ngọt. Lốp dép thì khá là dày dặn luôn. Đấy, lốp dép thì vẫn còn ta lông luôn các bác nhé. Đấy, vẫn còn ta lông rất là đẹp luôn. Hệ thống đèn pha này. Đấy, các bác xem cặp đèn pha của xe này. Đó. Và đây là phần hệ thống đăng kiểm đây. Đấy, đăng kiểm của em nó còn đến tháng 6 năm 2024 cơ. Đấy, đăng kiểm thì dài miên man luôn các bác nhé. Đấy, đăng kiểm mới tinh rồi. Các bác mua về thì chỉ việc đổ xăng tập lái thôi. Hệ thống máy móc này. Đấy, máy của nó là 3 máy các bác nhé. 3 máy, máy 0.8 thôi. Thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe này ăn chỉ với 4 lít xăng thôi các bác nhé.
Vâng, chỉ có 4 lít xăng trên 100 cây số mà chở được 5 người. Đấy, 4 lít xăng. Đấy, rất là tiết kiệm luôn. Đấy, anh em nào mà chưa có xe tập lái thì hãy cứ alo cho em. Vâng, alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em đó nhé. Đấy, có địa chỉ đặt tại thôn 1, đấy, xã Bắc Sơn, huyện An Dương và thành phố Hải Phòng. Hệ thống tổng quan của lắp cabo các bạn ạ. Đó, phần tổng quan của lắp cabo các bác nhé. Đó, rất là ok. Máy này, phần máy của xe này các bác này. Đấy, máy thì lỗ rất là êm luôn. Sơn xi thì sạch sẽ đẹp đẽ ok rồi. Đấy, tên tư nhân biển Phú Thọ. Đấy, mẫu xe 5.1 và giá chỉ có 60 triệu đồng. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Chevrolet Lexus Bắc sản xuất 2008, số sàn động cơ chỉ với 0.8 này, hãy cứ alo cho em. Vâng, theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em một cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau.